Xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với kênh Taki English. Đây là chương trình học tiếng lớp 2. Trong chương trình ngày hôm nay, cô Hải sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các em ôn tập bài số 13, Unit 13 in the Maths class. Và để buổi học được hiệu quả nhất, các em nhớ lấy vở, bút để mình có thể ghi chép bài. Đồng thời, trong quá trình học, mình liên tục nói theo, tập theo sự hướng dẫn để mình có thể ghi nhớ bài trên lớp luôn nhé. Are you ready? Các bạn đã sẵn sàng chưa? Let's go! Và trong bài số 13, chúng ta tiếp tục làm quen với một chữ cái ở trong bảng chữ cái tiếng Anh là chữ N, các em nhìn lên màn hình nhé. Và chữ cái này trong bảng chữ cái mình sẽ đọc là N. N. Tuy nhiên, hôm nay cô Hải sẽ hỗ trợ và hướng dẫn các em làm quen với chữ cái này vào trong các từ ở trong tiếng Anh nhé. Và bây giờ, mình sẽ học các từ mới trong ngày hôm nay nhé. Từ mới đầu tiên hôm nay chúng ta sẽ học là số 11. Số 11 trong tiếng Anh mình nói là 11. Say it again. 11. Các em chú ý nhé. Nghe, tập theo, đồng thời ghi chép vào trong vở của mình để mình có thể ghi nhớ bài luôn. Để mình cùng nói lại nhé. Số 11 trong tiếng Anh là 11. Say it again. 11. Tiếp theo một số nữa trong tiếng Anh hôm nay mình sẽ học số 13. Số 13 trong tiếng Anh là 13. Say it again. 13. Là mình chú ý nhé. Từ này trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Teen. Teen. Vậy nên là mình sẽ nói là 13. Say it again. 13. Âm tiết đầu tiên của chữ TH không rung, mình đưa lưỡi ra ngoài để gió. Thir. 13. Số 13 trong tiếng Anh là 13. Very good. Mình cùng ôn lại nhé. Số 11 trong tiếng Anh là 11. 11. Very good. Và số 13 là 13. Say it again. 13. Good job. Và trong bài số 13, chúng ta được thực hành một mẫu câu hỏi nữa ở trong tiếng Anh. Mình quan sát lên màn hình nhé. Mình muốn hỏi có bao nhiêu cái gì đó. Mình hỏi là how many. Say it again. How many. Có bao nhiêu sẽ hỏi là how many. Và lớp mình cùng thực hành nhé. Mình có từ quả bóng trong tiếng Anh là ball. Một quả bóng nhé. Một quả bóng trong tiếng Anh là ball. Say it again. Ball. Lớp mình chú ý nhé. Chữ B ở đầu tiên hơi mí môi và bật rung. B. B. Again. B. Sau đó nói chữ O và cuối cùng đặt đầy lưỡi chữ L. Ball. Say it one more time. Ball. Again. Ball. Và chuyển sang dạng số nhiều, những quả bóng, nhiều quả bóng sẽ là balls. Again. Balls. Là mình chú ý nhé. Khi mình chuyển từ danh từ số ít sang danh từ số nhiều ở dạng đếm được, mình đơn giản chỉ cần thêm chữ S ở cuối. Và trong trường hợp này thì mình sẽ nói là ấm Z. Cười để dùng. Mình nói lại nhé. Một quả bóng là ball. Again, ball. Nhiều quả bóng, những quả bóng sẽ là balls. One more time. Balls. Thế mình muốn hỏi có bao nhiêu quả bóng, mình hỏi là how many balls. Again, how many balls. Có bao nhiêu, mình hỏi là how many. How many. Một quả bóng trong tiếng Anh là ball. Những quả bóng sẽ là balls. Có bao nhiêu quả bóng, tức là có nhiều hơn một quả, đúng không? Mình sẽ hỏi là how many balls. Again, how many balls. Có bao nhiêu quả bóng? How many balls. Very good. Và mình làm quen với một danh từ nữa ở trong bài số 13 nhé. Búp bê trong tiếng Anh là doll. Again, doll. Tương tự như từ quả bóng, tuy nhiên chữ cái đầu tiên là chữ D, cười và bật rung. D, D. Sau đó nói O và cuối cùng đẩy lưỡi chữ L. Doll. Again, doll. Đây là một con búp bê. Thế thì nhiều con búp bê hoặc là những con búp bê sẽ là dolls. Again, dolls. Lấy mình chú ý nhé. Chuyển danh từ từ dạng số ít sang dạng số nhiều, mình sẽ thêm chữ S ở cuối. Và mình sẽ nói là dolls. Say one more time. Dolls.
Một con búp bê là doll. Những con búp bê, nhiều con búp bê là dolls. Thế thì mình hỏi có bao nhiêu con búp bê? Mình hỏi là how many dolls? Again, how many dolls? Say it one more time. How many dolls? Các em nhớ nhé, trong quá trình học liên tục tập theo, nói theo, đồng thời ghi chép bài đầy đủ vào trong vở của mình, cả phần tiếng Anh, phiên âm và nghĩa tiếng Việt để mình có thể ghi nhớ bài nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ học thêm một mẫu câu hỏi nữa nhé. Hỏi đây là số mấy? Mình sẽ hỏi là what number is it? Say it again. What number is it? Đây là số mấy? Say it one more time. What number is it? Mình cùng tập từng từ một nhé. Từ đầu tiên, mình đưa môi nói chữ V kép, nói chữ Á và bật âm T. What? Again, what? The next one, number. Number is nói chữ Y sau đó cười và đẩy rung. Is và cuối cùng là it. It. Chữ Y nối luôn vào chữ T và bật âm T ở cuối nhé. What number is it? What number is it? Đây là số mấy? What number is it? Very good. Và mình sẽ trả lời. Đây là số 14. Mình sẽ nói là it's 14. It's 14. Từ is là từ viết tắt của it is. It is. Mình nói lại là is. Đây là số 14. It's 14. Say again. It's 14. Very good. Và để giúp các em dễ dàng trả lời câu hỏi what number is it? Hôm nay cô Hà sẽ hỗ trợ các em ôn tập từ số 11 đến số 19 nhé. Các em cùng quan sát lên màn hình. Số 11 trong tiếng Anh mình nói là 11. Say it again. 11. Số 11 là 11. The next one, tiếp theo, số 12 là 12. Again, 12. Lên mình chú ý nhé. Trụ miệng âm V kép, bật âm T, sau đó nói chữ E nối với chữ L và cuối cùng là đẩy âm V. 12. Again, 12. Số 12 trong tiếng Anh là 12. Very good. So the next one, số 13 là 13. Again, 13. Lên mình chú ý nhé. Từ này trọng âm rồi bấm tiếp thứ hai. Teen. Vậy nên lớp mình sẽ nói là 13. 13. Very good. The next. Số 14 là 14. Again, 14. Số 14 trong tiếng Anh là 14. The next one. Số 15 là 15. Again, 15. Từ này là mình chú ý có hai chữ F nhé. 15. Số 15 là 15. Very good. The next one. Số 16 trong tiếng Anh là 16. Again, 16. Very good. The next one. Tiếp theo, số 17 là 17. Again, 17. Số 18 là 18. Again, 18. Nhớ nhé, trọng âm dần tiếp thứ hai. 18. Good job. The next one. Và số cuối cùng trong ngày hôm nay, số 19 là 19. Again, 19. Very good. Các em nhớ nhé, trong quá trình học mình liên tục tập theo, nói theo để thành phản xạ. Đồng thời mình ghi chép bài vào trong vở của mình. Trong trường hợp các em ghi không kịp, chúng mình có thể dừng video lại và ghi vào trong vở đầy đủ cả phần tiếng Anh, phiên âm và nghĩa tiếng Việt nhé. Và bây giờ mình sẽ ôn lại toàn bộ kiến thức trong bài số 13. Trong bài số 13 mình được hướng dẫn chữ cái N ở trong bảng chữ cái tiếng Anh. Và trong bảng chữ cái tiếng Anh, chữ này sẽ nói là N. Again, N. Và mình cùng học hai từ mới trong ngày hôm nay nhé. Từ đầu tiên, số 11 trong tiếng Anh là 11. Say it again. 11.
Là mình chú ý nhé, bật đúng tất cả các âm để mình có thể nói chuẩn và nói đúng như người bản xứ nhé. Say it again. 11. Số 13 trong tiếng Anh mình nói là 13. Again, 13. Nhớ nhé, trọng âm giờ âm tiết thứ 2. Teen. Cả từ số 13 là 13. Say it again. 13. Very good. Và trong bài số 13, mình được làm quen với một mẫu câu hỏi mới ở trong tiếng Anh. Câu hỏi có bao nhiêu? Mình sẽ hỏi là how many? Say it again. How many? Mình cùng đi vào các ví dụ thực tế nhé. Đầu tiên, từ quả bóng trong tiếng Anh là ball. Again, ball. Một quả bóng trong tiếng Anh. Ball. Chuyển sang dạng số nhiều, những quả bóng hoặc nhiều quả bóng sẽ là balls. Again, balls. Là mình nhớ nhé, thêm chữ S vào cuối và đọc là Z. Balls. Thế mình sẽ hỏi có bao nhiêu quả bóng? Mình hỏi là how many balls? Again, how many balls? Mình cùng sang ví dụ tiếp theo nhé. Từ con búp bê trong tiếng Anh là doll. Again, doll. Những con búp bê sẽ là dolls. Again, dolls. Là mình chú ý nhé. Từ búp bê, chữ cái đầu tiên là chữ D. Mình sẽ cười và bật rung. D, D. Sau đó nói chữ O và đẩy lưỡi chữ L. Doll. Again, doll. Dạng số nhiều, những con búp bê sẽ là dolls. Say one more time. Dolls. Very good. Hỏi có bao nhiêu con búp bê? Mình sẽ hỏi là how many dolls? One more time. How many dolls? Và một mẫu câu hỏi nữa mình học trong bài số 13 ngày hôm nay. Hỏi đây là số mấy? Là mình sẽ nói là what number is it? Say it again. What number is it? Và nói ở tốc độ bình thường thì mình sẽ nói là what number is it? What number is it? What number is it? Đây là số mấy? Và trả lời cho câu hỏi này, mình sẽ nói là it's 14. Đây là số 14. It's 14. Từ is là từ viết tắt của it is. Again, it is. Và nối liền lại sẽ là it's. Đây là số 14. It's 14. Say it again. It's 14. Very good. Và lớp mình ơi, chúng mình sẽ ôn tập lại từ số 11 đến số 19 trong tiếng Anh nhé. Chúng mình cùng quan sát lên trên màn hình. Số 11 trong tiếng Anh mình nói là very good. 11. Say it again. 11. Số 12 là 12. Again, 12. Số 13 là 13. Again, 13. Số 14 là 14. 14. The next one, 15. Again, 15. Lên mình cứ nói chậm và nói rõ từng âm nhé. Số 15 là 15. Again, 15. Số 16 là 16. 16. The next one, 17. 17. 18. Again, 18. And the last one, 19. 19. Very good. Và bây giờ là mình sẽ thực hành các kiến thức vừa học để làm bài tập trong sách nhé. Các em mở sách tiếng Anh lớp 2, trang 58-59. Chúng mình sẽ cùng làm bài tập nhé. Bài tập đầu tiên, bài tập số 4, listen and tick. Yêu cầu của bài tập số 4 là nghe và chọn đáp án đúng. Là mình quan sát lên màn hình nhé. Trong bài tập số 4, là mình sẽ có hai bức tranh số 1 và bức tranh số 2. Trong mỗi bức tranh sẽ có hai lựa chọn và nhiệm vụ của lớp mình sẽ nghe người nước ngoài nói, sau đó chọn xem là người nước ngoài muốn nói đến bức tranh A hay là bức tranh B. Các em đã rõ yêu cầu chưa? Còn bây giờ thì listen carefully. Lớp mình nghe thật kỹ nhé. Bức tranh đầu tiên. 1. Can you see the number 13? Listen again.
One. Can you see the number 13? Can you see the number 13? Very good. Vậy nên mình sẽ chọn A hay B đấy? Very good. Đáp án của chúng ta phải là đáp án A. Yeah, that's correct. So the next one. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bức tranh số 2 nhé. Listen carefully. Mình nghe thật kỹ nè. 2. Can you see the number 15? Okay, listen again. Nghe lại một lần nữa nhé. 2. Can you see the number 15? Can you see the number 15? Very good. Và đáp án của bức tranh số 2 sẽ là yeah, B đúng không? Để mình cùng kiểm tra nhé. Number 15. Yeah, that's correct. Bài tập số 4 nghe cũng khá là đơn giản đúng không? Khi mà lớp mình được học đúng cách thì việc nghe của lớp mình cũng trở nên đơn giản hơn rất nhiều đấy. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang bài tập số 5 nhé. Bài tập số 5 yêu cầu là write and say. Lớp mình cùng quan sát nhé. Write and say. Ở đây sẽ có 4 chữ, 4 số ở trong tiếng Anh. Và trong 4 số này đều khuyết mất một chữ cái. Và nhiệm vụ của mình sẽ là điền chữ cái, viết chữ cái còn lại. Và mình quan sát nhé, chữ đầu tiên là số. Đúng rồi, là số 11. Mình sẽ nói là 11. 11. Và ở trong số 11 ở đây thiếu chữ. Chính xác, thiếu chữ N. Vậy nên là mình sẽ điền chữ N vào đây nhé. The next one, what number is it? Đây là số. Chính xác, số 13. 13. 13. Là mình điền chữ N vào đây nhé. The next one, 14. Again, 14. Là mình lại điền chữ. Chính xác, chữ N. The last one, chữ cuối cùng là 15. Again, 15. Và cũng điền chữ. Chính xác, chữ N. Thêm một bài tập nữa là mình quan sát nhé. Bài tập số 7 trong sách. Bài tập số 7 yêu cầu let's talk là lớp mình sẽ thực hành nói với bạn của mình. Và người ta đưa ra một câu hỏi gợi ý là what number. Và cả câu thì mình sẽ nói là what number is it? Đây là số mấy? What number is it? Và nếu lớp mình muốn trả lời ở đáp án A thì mình sẽ nói là it's 12. Again, it's 12. Tuy nhiên, có bạn muốn trả lời đáp án B thì mình sẽ nói là it's 13. Say it again. It's 13. Very good. The next one. It's 14. Again, it's 14. And the last one. What number is it? It's 15. Good job. Again, it's 15. Và bài tập này là mình sẽ thực hành với bạn của mình nhé. Một bạn hỏi và một bạn sẽ trả lời. Và vừa rồi là toàn bộ kiến thức trong bài số 13, Unit 13 in the Maths Class. Và là mình nhớ nhé, trong quá trình học là mình liên tục ghi chép bài vào trong vở, đồng thời là liên tục tập theo, nói theo để có thể luyện thành phản xạ ngay ở trên lớp. Trong quá trình học, có bất kỳ băn khoăn thắc mắc gì, các em có thể để lại bình luận ở phía bên dưới video, cô ấy sẽ hỗ trợ thêm. Và để nhận được thông tin của các bài tiếp theo một cách sớm nhất, các em nhớ ấn nút đăng ký, subscribe ở bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các em trong các bài tiếp theo trên kênh Taki English. Còn bây giờ thì goodbye and see you next time. Goodbye!